Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và hiện tại mình đang có ở đây đó chính là chiếc tai nghe Pioneer SE Master One. Đây là mẫu tai nghe đầu bảng đến từ nhà Pioneer. Và hãy cùng mình mở hộp nhìn trên tay nhanh mẫu tai nghe này ngay bây giờ nhá. Sản phẩm này cũng sẽ có mặt tại triển lãm Hi-Fi Show được tổ chức vào ngày 29 và 30 tháng 6 tại trung tâm hội nghị 272 Võ Thị Sáu, quận 3. Và tất nhiên là vé ra vào là hoàn toàn miễn phí. Đây là bạn nào quan tâm thì đừng quên đến triển lãm để trải nghiệm sản phẩm này nhá. Ấn tượng đầu tiên của mình về cái sản phẩm này là hộp của nó trông rất là to và làm cũng rất là đơn giản. Các bạn sẽ có chữ Pioneer ở đây, còn lại tất cả là màu đen. Khi chúng ta mở ra bên trong này thì các bạn vẫn có tiếp tục là tông đen và trắng. Lúc này đen ở đây là các bạn có xốp, các bạn có vải. Và màu trắng ở đây đó chính là phần nhôm ở trên tai nghe của chúng ta. Nhìn rất là cao cấp và sang trọng. Đây, nó lấy lên phần tai nghe này. Đây chính là nhân vật chính của chúng ta, chiếc tai nghe Pioneer SE Master One. Và đây là một trong số 1.000 chiếc đang có mặt ở trên thế giới. Và mình thực sự rất là vinh hạnh khi mà lần đầu tiên được cầm cái mẫu tai nghe này, bởi vì theo như mình được biết ấy, thì đây cũng là chiếc tai nghe flagship đầu tiên của Pioneer đang có mặt tại Việt Nam. Ở bên trái này các bạn sẽ có cáp kết nối của tai nghe, thì các bạn sẽ có hai đầu left right ở đây, tương đương là các bạn left là màu đen và right sẽ là màu đỏ. Còn cái jack của chúng ta đây sẽ là jack 6.5 ly. Phần dây cáp này được bọc dù rất là cứng cáp và chắc chắn, đồng thời là có chiều dài lên tới 3 mét. Và cuối cùng thì ở bên phải của chúng ta sẽ là một cái cuốn sách mà chứa những cái sách hướng dụng này, cũng như là một cái gọng để thay thế khi các bạn thấy rằng là cái gọng cũ của chúng ta nó chưa đủ lực ôm lấy đầu của bạn, thì bạn thay thế bằng cái này. Cách thay thế nó cũng khá là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần là bấm nhẹ vào cái nút ở bên sườn tai nghe là thay thế được. Ok, và như vậy là hết hộp chúng ta rồi. Cái hộp thiết kế rất là sang trọng. Bây giờ mình có thể mình sẽ đóng lại và chúng ta sẽ quay trở về với cái tai nghe. Khi mà nói về chiếc tai nghe Pioneer này thì nó có khá là nhiều điểm đặc biệt. Điểm đầu tiên thì mình đã nói ngay ở đầu video rồi, đó chính là đây là lần đầu tiên một mẫu tai nghe flagship đến từ Pioneer xuất hiện tại Việt Nam. Và em nó có giá khoảng tầm 2.000 euro. Một cái mức giá không hề rẻ một chút nào trong một chiếc tai nghe cả. Cái điểm đặc biệt thứ hai của chiếc tai nghe này đó là được chế tạo hoàn toàn bằng tay bởi các nghệ nhân tại nhà máy Tohoku Pioneer. Đây cũng là nơi sản sinh ra những mẫu loa huyền thoại của hãng, cũng là trung tâm R&D của hãng luôn. Vì vậy nên là chất lượng của chiếc tai nghe này làm ra là tốt nhất. Và để tinh chỉnh âm thanh cho chiếc tai nghe này thì nó sẽ di chuyển đến London và được tinh chỉnh tại Air Studio. Các bạn sẽ nhìn thấy ngay logo của Air Studio ở bên tai phải của chiếc tai nghe này. Bây giờ cùng mình đi phần thiết kế của chiếc tai nghe này. Thì như các bạn thấy là tai nghe chúng ta được hoàn thiện từ những cái phần khung nhôm cao cấp. Và những cái khung nhôm này đã giúp vào tai nghe có một trọng lượng rất là nhẹ. Tuy là to thế này thôi nhưng mà chỉ nặng đâu đó khoảng tầm 460g. Vì vậy trong quá trình mình đeo thì mình thấy rằng là nó không hề gây cho mình sự khó chịu như là nặng đầu một chút nào. Đồng thời là các bạn có thể điều chỉnh được cái lực mà ôm vào đầu của chúng ta thông qua việc là thay cái thanh ở trên này. Đấy, như ngay đầu lúc mở đầu video ấy, mình cũng đã đưa các bạn xem cái thanh để chúng ta có thể thay. Và phần đệm đầu của chiếc tai nghe này thì được làm rất là mềm và mịn, khi mà mình đeo vào đầu cho mình cảm giác thoải mái, nó không bị kích một chút nào cả. Đồng thời các bạn có thể tinh chỉnh rất là nhiều nấc ở bên trái và bên phải này để phù hợp với đầu của chúng ta. Còn như mình thì thường mình sẽ để ở mức 5, như vậy là đủ với mình rồi. Về phần đệm tai mình đang có ở đây thì nó cho mình cảm giác đeo rất là tốt và gần như là mình không gặp bất kỳ sự khó chịu nào. Từng cái đường kim mũi chỉ ở đây đều được hoàn thiện một cách cực kỳ cao cấp. Nói chung là cái tai nghe này mang lại cho mình cảm giác rất là luxury. Một điểm nữa ở trên cái tai nghe này đó chính là bởi vì đây là tai nghe dạng mở. Vì vậy khi mà mình đeo thì mình không có bị cảm giác bí như kiểu đeo một số tai nghe dạng đóng. Cho dù mình có đeo khoảng 30 hay là 40 phút thì mình cũng không cảm giác bị tăng nhiệt độ quá nhiều ở tai làm cho mình bị khó chịu. Và các bạn lưu ý là với cái tai nghe này chúng ta chỉ có thể lật được hai bên tai nghe được một góc khoảng tầm 45 độ như thế này thôi. Đó, chúng ta lật vào trong, không thể lật ra ngoài được. Vì vậy thì cái việc mà mang theo cái tai nghe này thì có lẽ nó sẽ hơi cồng kềnh một chút, nên là các bạn sẽ cần một cái bao đựng. Nhưng mà khá tiếc là khi mở hộp ra thì mình không tìm thấy là Pioneer tặng chúng ta một cái bao đựng nào cả. Các bạn sẽ cần phải mua ngoài. Ở phía dưới của tai nghe các bạn có hai chấu để chúng ta có thể kết nối tai nghe này đến nguồn phát của âm thanh. Và hai cái chấu tuy bé nhỏ ấy thôi nhưng mà khi mình cắm dây vào thì rất là chắc chắn và không có hiện tượng một chút nào bị bung ra cả. Nói về loa được trang bị ở trên chiếc tai nghe này thì các bạn sẽ có một cái màng loa được làm bằng nhôm và có phủ gốm. Chính vì như vậy tần số đáp ứng của chiếc tai nghe này là rất là rộng, từ 5Hz cho tới 85.000Hz. Với những tai nghe Hi-Res bình thường thị trường thì tần số đáp ứng chỉ dừng lại mức 40.000Hz thôi. Tuy nhiên là với cái này thì chúng ta có mức gấp đôi là 85.000Hz. Và bởi vì điều này nên mình thấy rằng là một sản phẩm flagship đến từ Pioneer là một sản phẩm rất là đáng chú ý và đáng để các bạn trải nghiệm. Còn về phần chất âm của chiếc tai nghe này thì có lẽ là mình xin hẹn các bạn ở Hi-Fi Show 2019, bởi vì là mình cũng chỉ mới mở hộp ra và cũng mới nhìn ngắm em nó được đâu khoảng 1-2 ngày thôi, nên là mình cũng chưa có những cái đánh giá sâu về chất âm của em này được. Vậy thì bạn nào quan tâm tới Pioneer SE Master One thì các bạn đừng quên đến Hi-Fi Show 2019 để có thể được trải nghiệm ngay mẫu tai nghe flagship lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam này của Pioneer nhá. Còn bây giờ thì xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Nếu các bạn còn thắc mắc gì thì đừng quên để ý kiến dưới phần bình luận. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại.